Một hôm, đám đông dân chúng còn đứng ở bờ bên kia biển hồ. Thấy rằng, ở đó chỉ có một chiếc thuyền và Đức Kitô lại không cùng xuống thuyền đó với các môn đệ, nhưng chỉ có các ông đi mà thôi. Tuy nhiên, có những thuyền khác từ Tiberia đến gần nơi dân chúng đã được ăn bánh và sau khi Chúa dâng lời tạ ơn. Vậy khi dân chúng thấy Đức Kitô cũng như các môn đệ đều không có ở đó, thì họ xuống thuyền đi Capernaum tìm người. Khi gặp thấy người ở bên kia biển hồ, họ nói: "Thưa thầy, thầy đến đây bao giờ vậy?" Đức Kitô đáp: "Thật, tôi bảo thật các ông đi tìm tôi không phải vì các ông đã thấy dấu lạ, nhưng vì các ông đã được ăn no nê. Thật, tôi bảo thật các ông đi tìm tôi không phải vì các ông đã thấy dấu lạ, nhưng vì các ông đã được ăn bánh no nê. Các ông hãy ra công làm việc, không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn, đem lại phúc trường sinh là thứ lương thực con người sẽ ban cho các ông. Bởi vì chính con người là đấng Thiên Chúa Cha đã ghi dấu xác nhận." Họ liền hỏi người: "Chúng tôi phải làm gì để thực hiện những việc Thiên Chúa muốn?" Đức Kitô trả lời: "Việc Thiên Chúa muốn cho các ông làm là tin vào đấng người đã sai đến."